Chi. Hôm nay con 6 tuổi, con học lớp web 1, trường mầm non Lê Tổ 2. Sở thích của con là ăn pizza, ăn khoai tây chiên, ăn xúc xích. Nhà con có 4 người, 1 là bố con, 2 là mẹ con, 3 là con và 4 là em con. Nhà con ở nhà 5B, ngõ 33 Phú Đô. Số điện thoại của mẹ con là 0984877000. Con cảm ơn tất cả thầy cô đã lắng nghe con. Trang con vẽ, con đang đi dạo ngoài, con tập thể dục bằng lò xo, con còn nó rất nhiều chi tiết, có nghĩa là có cây cối, có ông mặt trời tỏa nắng, có con bướm đang bay. Cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe con. What's your name? My name is Kanchi. How are you, Kanchi? I'm happy. I'm? I'm happy. How old are you? I'm 5 years old. Okay, where are you from?